cái gì vậy vợ? Ba đi vệ sinh mà không có đóng cửa. Trời ơi ba, ba đi vệ sinh sao không đóng cửa? Nhà có phụ nữ mà. Bình thường á, có mình ba dậy sớm mà, để cửa vậy cho nó thoáng. Ai biết tự nhiên bữa nay vợ con dậy sớm quá vậy. Ba thiệt tình luôn á, nhà nào cũng vậy thôi. Trời đất ơi, ba đi vệ sinh ba phải đóng cửa chứ. Ba làm như vậy á là bất tiện cho người khác lắm, ba biết không? Người nhà không mà có gì đâu. Ba bị nhìn thấy ba mới là người xấu hổ đó. Chứ nó có gì đâu mà xấu hổ. Ba, thôi thôi thôi, biết rồi. Riết rồi đi vệ sinh cũng không yên nữa. Giờ vậy rồi đó, nấu gì ăn sáng cho ba đi, còn ngủ nghỉ cái gì nữa. Được rồi, để con đưa tiền cho ba đi ăn sáng. Giờ con thức cả đêm rồi, con mệt lắm. Giờ con phải ngủ. Với lại ba ở nhà đừng có nấu nướng gì hết, lạng hoàng hư cái bếp xịn của con đó. Vợ con nói chứ gì, đúng là cái mặt sợ vợ. Riết rồi nhìn không còn ra dáng đàn ông gì hết. Ba làm như ba không sợ chắc. Tao sợ vợ, có sách vở. Đâu có giống như cái thứ của mày. Em nghe anh hai ơi, em làm cái gì vậy? Em làm cái gì mà ba cứ than phiền với anh hoài nè? Em mới chăm ba có mấy ngày thôi, cũng làm không xong nữa. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy thôi, em đúng là làm cho anh thất vọng thiệt đó. Alo, alo, anh hai. Gì vậy? Tự nhiên gọi điện chửi mình à? Hờ, anh hay lắm. Thử qua đây rước ba về nuôi đi, thấy cảnh. Ba, trời ơi, ba, ba, ba nói cái gì anh hai chửi con quá trời kìa, hả? Con khổ với ba quá à? Ba muốn con sống sao? Trời ơi! Ơi, nhức đầu quá. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say, tâm hồn ta bay theo trời mây, phút vui đêm này. Vậy đi làm em ơi. Nhà cái cửa mình bên nào ta? Bên tay trái hay bên tay phải ta? Giờ sao mau quên ba. Đúng rồi, nhà mình là bên đây, bên tay trái. Em xong rồi nè, mình đi. Hả? Đi. Ủa ba? Ủa, ba? Sao ba đứng đây? Không đứng đây, đứng đâu? Sao nhà mình không ở, tự nhiên qua nhà ta, hai vợ chồng bay đi đám giỗ hay gì? Trời đất ơi, mới sáng sớm say xỉn rồi à? Sai đâu mà sai. Cái gì? Trời ơi, không sai mà nồng đặc mùi rượu vậy hả? Mày nhớ ông Sáu không? Sáu của chị á, ở kế nhà mình á. Ổng ở trên này, ổng rủ tao đi ăn sáng, rồi sẵn lại ra với ổng chút vậy thôi, phải không? Lai ra chút xíu mà nồng nặc mùi rượu vậy đó. Uống rượu phải mùi rượu chứ không lẽ uống rượu nó lòi ra mùi bia. Mày nói vậy không được. Anh, dẫn ba vô nhà đi mà. Ở đây ồn ào hàng xóm dị nghị nữa. Thôi ba vô nhà đi. Cần cái gì phải giỡn, tao ngủ đây cũng được vậy. Ngủ mà ngủ đây người ta cười con sao. Đi. Vô, nhanh lên. Trời ơi, đừng có ồn giùm con một cái đi. Vô. Ba. Trời ơi, ba. Trời ơi, anh tự lo đi nha. Ghê quá, em tới giờ đi làm rồi. Em ơi, anh có lịch kiểm tra mà. Em cố gắng em lại, đừng có cho chó ăn chè. Thấy không, ba có sai xưa gì đâu. Bây giờ con cho ba vài chai nữa được không? Ba ơi là ba, con khổ ba quá luôn á. Dạ con nghe nè ba. Tặng ơi, ba ở đây thấy ông quen á. Làm cái gì tụi nó cũng nói cái này không được, cái kia không được. Thiệt á, ba già rồi, nó hành hạ ba chịu không có nổi. Ba sống không có nổi đâu Thắng ơi. Ba nè, ba cứ ráng ở vài hôm,
đợi con giải quyết ổn thỏa công việc á, rồi con sẽ đưa ba về Củ Chi lại. Về đón ba đi chơi nè, ở đây chán quá à. Dạ, con đang trong giờ làm mà ba. Hay là ba tự đi chơi đi, con đưa ba tiền. Quan trọng là ba có biết đường biết xá gì đâu mà đi. Bây giờ đi đâu có không biết đường mà đi nữa nè. Tiền thì ba còn đó. Mà nè, bữa nào con ghé đây á, thì con nói cái vụ tiền má để trong sổ tiết kiệm cho ba nghe. Ba yên tâm, con là đồng minh của ba mà. Để khi nào con rảnh, con chạy qua nha ba. Ba cần tiền thì báo con, con cho nhân viên đem qua cũng được. Con nói vậy thì ba yên tâm rồi. Nè, thằng Tâm nó có nói gì á, con mặc kệ, con đừng để ý. Ba với má lúc nào cũng thương con hết. Thôi, lo làm việc đi nghe. Dạ, con chào ba. Chỉ có con An là mình yên tâm nhất. Thằng Ôn Dịch Vật, thằng Tâm á, có đứa em gái mà nó cũng không biết thương nữa. Trời, mới nhắc cái là có nó gọi liền. Tiếng chuông gì mà nghe thiệt. Giật mình gì đâu á. Tiếng chuông thế ớn, phải đổi lại mới được. Nghe tiếng chó sủa phát ớn. Tâm hả ba nghe nè. Trưa nay bạn gì vậy? Hay là để cô đặt trên app nghe. Ba không có quen ăn ba cái đồ ở bên ngoài. Ba còn tiền nè. Ở đây có cái chỗ nào mua đồ về nấu ăn không? À, dưới chung cư có siêu thị đó. Có đầy đủ đồ cho ba mua luôn. Vậy hả? Dạ. Ở chung cư cũng tiện quá chứ. Chà, đủ thứ hết nè. Lẩu mắm cần phải có những thứ này nè. Tôm nè, mực nè, cá nè, rồi thịt luôn nè. Má ơi, trời sập thiệt chứ.